Chào cả nhà nha. Nay là mình mới đi đi mua cái chân giò heo ha, giò heo hầm thảo mộc nè mọi người. Mà mình không biết cái mình mua nó đưa một bọc quá trời vậy luôn nè, để mình coi cái có cái gì trong đây. Mình mua hai loại. Ở trên đây nó có kèm rau nữa nè. Rau được chấm nữa nè, nước này là nước chấm. Để mình coi nước chấm gì. À, cái này là giống như mắm mắm mọi người. À, cái này là phở cộng bún ở Hàn Quốc. Cái này cái gì đây? À, cái này là kim chi. Cái này là bắp rồi, cái đậu tương nè mọi người, tỏi. Cái này là lá lá mè ngâm. Đây là hai, mua hai phần cho nên là có hai 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 cái giống nhau nè. Đây, cái loại này là cái trời ơi trời ra đúng mà nha, mình mua quá trời nhiều rồi. Khác Igor à, cho cái này để mình ok. Cho cái dao để mình cắt cái bọc ra, mình cắt ra. Cái loại này là loại cây nè mọi người, đó nhìn thấy chắc ngon quá nè. Cái quán này nghe đồn ngon lắm mà hôm nay mình mới ăn gọi thử để cho. Còn cái bịch này nha, ô da nóng. Cái loại này là hơi cay nè. Đây là mọi người, cái này là cái giò bình thường này. Để mình lấy này. Thứ hai cái này cái gì nữa đây? Trời gọi quá trời đủ đồ luôn nè. Cái này là nước canh quá à. Nước canh gì đây? Cái này giống như canh canh đậu tương, canh gì đó mọi người, cho mình ăn giống như kiểu súp á. Giống như ở Việt Nam mình ăn cơm á, gì ăn cái này kia cái ta súp á. Được hai bịch vậy nữa nè. Giờ để mình lấy mình đổ ra nha. Cái này cái phần này à, cái phần này là mình gọi hai phần, một phần 26 27 ngàn rồi 50 mấy ngàn won mọi người, nhưng mà mình gọi về nhà nó cho nên một phần chừa lại giống như là bớt ra đó, mình ăn không có ăn ở tại quán đó cho nên người ta bớt ra một phần là 3 ngàn won, là 600 ngàn tiền Việt Nam mình đó, là còn 47 ngàn won. 47 ngàn won tầm 960 ngàn hả, 940 ngàn, như gần 1 triệu đó mọi người. Một cái hai phần phần như này nè thì gần 1 triệu Việt Nam nè đó. Bây giờ là để mình đem ra nha. Xin chắc xin chào mọi người, xin chào mọi người, muốn tôi đặt sở chưa rồi rồi đó. Là bây giờ mình thấy nó lộn xộn đó mọi người, cho nên là mình đem ra cái dĩa thần thánh của mình nè đó, vậy cho nó nhìn cho nó rõ. Đúng, bí kê. Đúng, bí kê. Nè nè con, nè đừng có ăn thịt mỡ không, không có được. Ăn có mỡ có thịt nè. Loại này cay, mình thấy loại này cay ngon nè. Chị kia nhìn bù kìa, ổn chăm anh mà xa. Mình kia đúng bốc xếp. Bè mê lên bạc cục xưa. Cái công mì này làm từ lúa mạch mọi người. Đây. Đi bắt, qua chưa? Để mình ăn cái loại này thử. Thấy là nó bụng chồng mình đói quá chịu hết nổi rồi. Chả nghĩ đủ bé không nào bác. Ra ăn cùng mình mọi người ơi. Con mời cô chú chưa, là con chưa có mời cô chú phải không? Nói đàng hoàng. Dạ. Nè, mời cô chú ăn cùng. Đó, để mình gói miếng kim chi nữa. Nó chua rồi, sư sư nè. Để nó chua rồi, sư sư bạch tặng.
Ngon mọi người ơi, ngon lắm. Để mình ăn cái cọng phở, cọng mì của hàng thử coi sao. Cay đi. Còn cay nha. Cái mặt mà nó chân đó. Này, cái 너무 좋아하거든. Cái này kiểu như là mì trộn mọi người. Cay cay. Có vị hơi mặn mặn ngọt ngọt. Cái trộn cái sốt của hàng á. Ok. Ngon. Cho sốt tăng muối vô phẩm mốt tăng ngon. Cho sốt tăng mốt của ngồi nè, ngồi thẳng lên con, ngồi quay đây nè. Để ăn cái loại không cay. Rồi cay ngon hơn mọi người ơi. Mấy ông gần thấy mấy rồi. Mày mình dần nha. Mày biết rồi nó mới giặt cho. Đi ăn gớt rồi, gớt lên áo rồi. Sợ bị la. Kêu mẹ hơi giặt nhá. Nói trước mọi người. Nói trước để khỏi bị la đó. Sao mà bự dữ vậy? Y con ngủ khó rồi. Nên để dây bút đầu thúc không đấy, cô. Ăn đi. Cúc tôi mà rất là. Cái nấu chuyện mà xinh đấy. Ngon quá à. Canh tương đậu hũ cũng ngon. Đừng có ăn nhiều. Nóng khinh đẹp. Có được ghé. Cái nhỉ. Em thôi chờ. Người hàng ăn ăn to mọi người. Cỡ nào cũng đưa vô được hết. Cái này cay nhưng mà ngon mọi người ơi. Cay nhưng mà lại thích ăn. Cái miếng nào cũng bự bự không nhỉ. Ngon hơn cái loại này. Nhưng mà ai mà ăn cay không được là ăn không được đâu. Cay lắm. Áp chụp xin. Chưa bơ xe vô. 육지에서부터 이게 너무 먹고 싶었어. chồng mình thích ăn mì mà. Ngon. Very very 농아. 응? Very very 농아. 아주 아주 맛있어.
cho cái lá nhíp ngâm 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 tương này vô nó ngon hơn mọi người. Sắp bự ăn không được luôn á. Nó phức tạp. Ăn xong này chắc cái mỏ rảnh luôn quá. Đây để ép xuân. Có chứ sao. Trời sao nó nặng thế. Nhưng mà đã xong hết bà. Hắn bố gật. Chị cha. Cày muốn chảy nước mắt luôn á. Nhưng mà nhìn muốn ăn mọi người ơi. Cay thì cay nhưng mà nhìn muốn ăn lắm. Tại vì cái gia vị nó ngon. Còn cái này thì người ta chỉ hầm thảo mộc bình thường thôi. Còn cái này vừa hầm thảo mộc mà người ta lại cho một cái gia vị sốt, gia vị ngọt, cay với ngọt nữa. Thành ra là nó hấp dẫn hơn nữa. À, y bà bà đó sao? Thả ra. Anh ta có chút đuổi đây cho sợ. À, bà bà đó. Vậy cái TV nó nói mọi người hết hồn, lâu lâu làm hết hồn. Rồi hôm nay mình quay đến đây thôi mọi người ơi. À, nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye, bye.